Ô kìa ai như cô thăm con bác năm ở xa mời về, dáng người xinh sao xinh quá trong ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặc quà da phấn thêm mắt đã tình mài, cộng môi thắm dung cắm quanh mình, tay dù say chứng dây tay nhìn cô tha thước như liếu buôn mình. Và còn cô bác ai lấy khi thầm ước mong cô gái qua nhà mình. Ô kìa ai như cô thăm trong dáng hoa gấm nhưng trang đài, thế mà hôm nay cô thăm không khác gì các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà cùng chị em chứng bước em đi chờ xa. Thì ra cô thăm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thói theo thời, bao người thương bao chàng mê, làng trên sớm dưới nô nước xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước khi ta có dâu là nàng. Như cô thăm con bác năm ở xa mời về, gia người xinh sao xinh quá trong ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhảy tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền, mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặc quà da phấn thêm mắt ta tình mài, cộng môi thắm nhung gắm quanh mình, tay dù say chứng dây tay nhìn cô tha thước như liếu buôn mình. Và còn cô bác ai lấy khen thầm ước mong cô gái qua nhà mình. Như cô thăm trong dáng hoa gấm nhưng trang đài, thế mà hôm nay cô thăm không khác gì các cô làng ta. Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà thì em chứng bước em đi chờ xa. Thì ra cô thăm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thói theo thời, bao người thương bao chàng mây, làng trên sớm dưới nô nước xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước khi ta có dâu là nàng. Ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thói theo thời, bao người thương bao chàng mây, làng trên sớm dưới nô nước xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước chỉ ta có dấu là nà.